Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục là em test lại một lần nữa con âm ly của Pioneer hay dòng Receiver Edit 1080 để gửi cho bác khách ở Hải Phòng nha. Thì con này hôm trước em đã có test rồi, quay tất thành tật rồi. Hôm nay thì cũng khá lâu. Hôm nay em test lại sơ bộ một lần nữa là để đóng gói, kịp đóng gói sáng mai lên đường sớm cho bác khách nha. Thì mặt mũi em này, ruột em này là tuyệt đẹp rồi. Sexy là vẫn còn 7 màu cho anh em chơi. Hồi gỗ zin nha. Rồi. Không có gì để bàn cho con này. Con này quá quen thuộc với anh em nha. Đó. Chức năng hoạt động ok hết nha. AM FM ok luôn đây. Em chuyển qua AM nè. FM nè. Đó. Anh em nghe không? Cái này bắt anten vô nữa anh em nha. Đài đấy. Chuyển qua em nè. Đấy. Đó. Nói chung những chức năng là phải có hoạt động đầy đủ, nhưng mà anh em không có chơi ha. Đây, rồi, test đoạn drum 3 nè. Đánh sau làm vô bài anh em nha. Rất là lực. Gõ cửa trái tim, ván em được vào. Dù tình xót đau, chung thân nguyện đào. Ngủ vùi với chim bao, nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng anh vẫn ngóng tìm em mơ cờ. Gõ cửa trái tim. Anh em nha. À, chính xác là mức 5 đây. Ba lăng này, một bên này. Bên thứ hai ha. Nói chung con này là nó lạnh lắm. Mấy con này lạnh lắm anh em. Đó. Cũng test nhanh để cho lính lát đóng gói ha, gửi cho bác khách sớm luôn nha. Thì sáng mai bưu điện sẽ lấy, thì hôm nay là chủ nhật nha. Rồi, tới đây thì em xin kết thúc nha. Anh em đón nhận, chờ tối clip tối nay hàng về anh em nha. Xin cảm ơn em rất nhiều.